Em test cái con tép TV kép 3173 lên nhá. Các cái này em đã nói là nhà em đã nói là nhà em test chạy hoàn hảo rồi, thì em đưa lên đây chứ không phải tự nhiên em đưa lên nhé. Còn bác nào đấy thì nhà em sẽ test bàn giao sau, nhưng thôi bây giờ em cứ test lên luôn nhé. Còn bình thường cái này em ít khi em test lắm, chẳng qua là khách quen nhờ test thôi, còn đâu bình thường là em khi nào khách lấy thì em test thôi. Đấy. Nhà em bận nhiều việc đây kìa, thợ nó còn đang đóng chật mặt ngoài kia kìa. Đấy. Em phải chạy vào đây ấy một tí đấy. Khách quen để lắm thì mới test đấy. Đấy nha. Mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ đêm cuối thu, trăng lạnh mơ sương, chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hướng sâu thẳm, từng tiếng chim đêm tại bên này ok nhá. À, tép bên trái đây, tép bên phải đây. Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ, chỉ còn mênh mông gương hồ, từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau, chỉ còn hơi ấm môi. Đấy nhá. Ok nhá. Đấy, hai tép đều chạy nhá.